Ashrend LED Lighting, thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường, sản phẩm của công ty Ashrend toàn cầu. Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay thì Ashrend LED Lighting sẽ giới thiệu đến quý vị một trong những dòng sản phẩm đèn LED thông dụng đang được nhiều gia đình, doanh nghiệp và công ty sử dụng. Đó chính là đèn LED thanh dây với những ưu điểm tiện ích vượt trội của nó. Và như chúng tôi đã chia sẻ tới quý vị ở các video trước về những ưu điểm của việc sử dụng bóng đèn LED nổi bật ở những điểm cơ bản sau đây. Đầu tiên về mặt kinh tế, đó chính là đối với dòng sản phẩm đèn LED của Ashrend LED Lighting sẽ tiết kiệm điện từ 50 đến 80% so với đèn huỳnh quang và compact. Tiếp theo nữa là tuổi thọ trung bình cao trên dưới 50.000 giờ, nên chúng ta không phải thường xuyên thay bóng đèn và độ bền lớn, rất khó bị vỡ khi bị va đập mạnh. Còn đối với sức khỏe thì do cấu tạo không chất thủy ngân, không chất độc hại với môi trường, ánh sáng không nhấp nháy, không tia cực tím, không bức xạ nên không gây ra các dị tật ở mắt, không ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta và đặc biệt là trẻ nhỏ. Và ngay bây giờ thì thay mặt cho Ashrend LED Lighting, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị dòng sản phẩm đèn LED thanh dây. Đầu tiên, nó sẽ tập trung ánh sáng chiếu vào một bức tranh, một pho tượng, bình hoa trong gia đình hay các sản phẩm trưng bày với đủ loại công suất từ 5W đến 30W và tùy vào từng nhu cầu của mỗi khách hàng mà có thể lựa chọn từng loại đèn cung cấp ánh sáng đủ để cho vật chủ đẹp và lung linh hơn. Nó dùng để trang trí chiếu sáng làm điểm nhấn cho phòng khách của mỗi gia đình và đặc biệt là trong những cửa hàng để làm nổi bật sản phẩm bày bán khi dùng đèn LED thanh dây. Với sự góp mặt của đèn LED thanh dây, thương hiệu Ashrend LED Lighting sẽ làm hài lòng những người sử dụng. Dòng đèn LED thanh dây của Ashrend hiện nay có nhiều loại với chip thường FMD và chip COB, công suất mạnh, điều chỉnh được góc chiếu sáng theo ý muốn của mình và đã rất thông dụng ở các cửa hàng thời trang, các sản phẩm trang trí, trưng bày, các trung tâm thương mại lớn, v.v. Đồng thời thì khi chúng ta sử dụng đèn LED thanh dây sẽ tạo nên nguồn sáng tinh khiết cho ngôi nhà, làm nổi bật những vật dụng trang trí, phòng trưng bày của bạn với kết cấu, vật liệu cao cấp gắn trực tiếp lên trần nhà hoặc gắn vào thanh dây, đảm bảo cho đèn phù hợp với bất kỳ loại kiến trúc nội thất nào ở một số khu vực trang trí trong nhà của bạn. Và cách lắp ráp cũng rất đơn giản và nhanh chóng. Sản phẩm đèn LED thanh dây Ashrend LED Lighting chúng tôi bảo hành từ 2 đến 3 năm tùy vào từng loại sản phẩm. Lưu ý cho quý khách hàng khi mua sản phẩm đèn LED nói chung và đèn thanh dây nói riêng, vì trên thị trường của chúng ta hiện nay có rất nhiều loại và nhiều hãng khác nhau, bởi vậy mà giá thành cũng đa dạng và có sự chênh lệch đáng kể. Tuy nhiên, như ông bà ta đã thường nói quả không sai, tiền nào thì của nấy. Hôm nay, Ashrend LED Lighting sẽ chia sẻ một số lưu ý khi quý khách hàng lựa chọn để đảm bảo đèn của mình mua thực sự chất lượng, tiết kiệm và an toàn, đúng với giá trị mà mình mong muốn. Quý khách hàng lưu ý đầu tiên về màu sắc, lớp sơn phủ ở bề mặt có bóng và đều hay không, cấu tạo của đế tản nhiệt có chắc chắn, dày hay là mỏng, và bằng chất liệu gì, có được sơn phủ kỹ hay không. Thưa quý vị, quý khách hàng thân mến, với những chia sẻ nho nhỏ ngày hôm nay thì chúng tôi đã phần nào giúp quý khách hàng tìm hiểu về dòng sản phẩm đèn LED thanh dây chiếu điểm của Ashrend LED Lighting và hiểu được về sự khác nhau giữa giá thành và chất lượng của các sản phẩm đang được bày bán trên thị trường để quý vị hiểu rõ hơn và giúp quý vị yên tâm và trở thành người tiêu dùng thông thái. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Ashrend LED Lighting, thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường, sản phẩm của công ty Ashrend toàn cầu.